kê tủ quần áo chuẩn phong thủy để các thành viên trong gia đình luôn hòa hợp và khỏe mạnh. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong xã hội hiện đại, không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng đã bắt đầu chú trọng đến ngoại hình của mình. Đồ dùng, quần áo ngày càng nhiều lên, vậy nên tủ quần áo dường như cũng trở thành một trong những đồ dùng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Có thể nhiều người không biết rằng vị trí đặt một chiếc tủ quần áo theo như khía cạnh phong thủy cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của những tài lộc, tình cảm của gia chủ. Nếu như đặt chúng đúng phong thủy thì gia chủ sẽ làm ăn tấn tới, tình cảm tốt đẹp. Nhưng nếu đặt sai phong thủy thì có thể sẽ mang lại những hiểm họa khó lường. Vậy ta cần cân nhắc những gì trước khi quyết định mua một chiếc tủ quần áo, rồi đặt nó ở vị trí nào thì phù hợp? Nếu bạn còn chưa rõ, hãy cùng với kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Kê tủ quần áo ở vị trí nào thì thích hợp. Thông qua bố cục của phòng ngủ, người ta có thể nhận định được tình cảm của các thành viên trong gia đình có hòa hợp không. Mà tủ quần áo là một trong những món đồ lớn chiếm một không gian khá lớn trong phòng. Vì thế, đặt tủ quần áo ở vị trí nào là một vấn đề không thể coi nhẹ. Trong phong thủy tủ quần áo, nếu đặt vật dụng này ở đúng vị trí, có thể giúp tình cảm của người nhà ổn định hài hòa. Đặt ở vị trí không hợp lý có thể khiến mọi người gặp nhiều chuyện ưu sầu, phiền não do phạm lỗi phong thủy tủ quần áo. 1. Tủ quần áo không nên kê quá sát giường. Nếu kê tủ quần áo quá cao và to ở cạnh giường thì vừa vô tình tạo nên cảm giác bí bách cho người trong phòng, vừa có ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa khiến người ta có cảm giác vướng víu. Vì thế, tốt nhất là tủ quần áo nên cách giường một khoảng không gian vừa đủ. Tủ quần áo nên kê ở bên trái giường. Trong phong thủy có một câu nói rất quen thuộc, ấy là tả thanh long vi dương, hữu bạch hổ vi âm. Có nghĩa thanh long thuộc dương nằm ở phía bên trái, còn bạch hổ thuộc âm nằm ở bên phải. Thông thường, người ta đặt bàn trang điểm thấp hơn ở bên phải, tủ quần áo cao hơn ở bên trái là hợp lý. 3. Với tủ quần áo có gương lớn ở ngoài. Theo phong thủy tủ quần áo, tủ có gương đối dương là điều kiêng kỵ bởi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của người trong phòng. Kiêng đối diện với cửa sổ sẽ gây ra hiện tượng phản xạ ánh sáng, ảnh hưởng đến cảm xúc của chủ nhà. Ngoài ra, cũng kiêng đối diện với cửa lớn phòng ngủ khiến mọi nơi bí mật của gia đình bị tiết lộ. 4. Với những phòng ngủ có phòng vệ sinh ở bên trong. Nếu cửa phòng vệ sinh đối diện với giường thì ta có thể dùng tủ quần áo như một bức bình phong ngăn trở. Tủ quần áo sẽ ngăn lại những luồng không khí không tốt tỏa ra từ phòng vệ sinh, giúp đảm bảo sức khỏe, ổn định tinh thần cho người ở trong phòng. 5. Với những gia đình thiết kế phòng ngủ với diện tích lớn. Những phòng này thường có sẵn một khu vực riêng, coi như phòng thay đồ thì kiêng để sách vở hay tạp chí cũ ở trong. Nguyên nhân là bởi khu vực này thường có diện tích không lớn, thông gió không được tốt. Nếu như để sách báo hỗn loạn, về lâu về dài sẽ sản sinh ra khí ẩm mốc, ảnh hưởng đến việc lưu thông không khí trong phòng ngủ, tác động xấu đến tâm trạng của những người trong phòng. Căn cứ phong thủy tủ quần áo, ngăn kéo phong thủy tủ quần áo cũng không nên thiết kế quá nhiều. Gương của tủ quần áo hoặc gương trong khu vực chứa đồ cũng không nên lắp đối diện với cửa ra vào. Nên lựa chọn tủ quần áo có màu sắc như thế này. Tủ quần áo được lựa chọn màu sắc và sắp xếp như thế nào có thể dựa vào phương hướng của phòng ngủ. Bạn có thể biết chí hướng phòng ngủ phổ biến hay không? Nếu như cửa sổ phòng ngủ ở hướng Bắc thì công dụng đón gió và đón ánh sáng của phòng không tốt lắm. Tốt nhất nên chọn những chiếc tủ có màu vàng nhạt. Tủ cũng nên đặt ở trong những góc tường tối, không nên đặt ngay ở bên cạnh cửa sổ hoặc cửa phòng ngủ. Như vậy có thể tránh được trường hợp tủ quần áo chắn mất ánh sáng, khiến phòng ngủ càng tối hơn. Nếu như phòng ngủ thông gió và ánh sáng tốt thì ta không cần phải lo lắng quá nhiều về màu sắc tủ quần áo. Nhưng tốt nhất
không nên chọn những chiếc tủ phản quang quá mạnh hoặc tủ kính. Phong thủy tủ quần áo, điều nên và không nên. Hình dáng, mẫu mã của tủ quần áo nên ít góc cạnh, ít đường nét chạm khắc thì càng ít ảnh hưởng đến chiều khí trong căn nhà. Các đường chéo, chữ thập tạo ra nhiều góc cạnh sẽ nảy sinh sát khí, không tốt cho chủ nhà. Nên ưu tiên chọn những gam màu tượng trưng cho sự giàu có như màu vàng, màu gỗ, màu ánh kim. Không nên chọn màu quá đậm, nổi bật như đỏ, đen, xanh. Màu quá đậm như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của mọi người sống trong phòng. Kích thước của chiếc tủ vô cùng quan trọng. Một chiếc tủ quần áo cần phải có chỗ treo quần áo rộng ít nhất 60cm, cao không quá 120cm. Vị trí phù hợp nên đặt tủ dựa vào tường phía Tây hoặc phía Bắc. Đây là hướng tốt để cửa tủ và ngăn kéo tủ hướng ra phía Đông và Nam, hướng đón ánh mặt trời mang lại nhiều hào quang và may mắn. Nếu tủ đựng đồ trong phòng ngủ, bạn nên đặt ở vị trí bạch hổ, góc bên phải đầu giường. Kê như vậy giúp âm dương cân bằng, đem lại cát lành cho gia chủ. Đặt tủ sát tường ở nơi ít nhận được ánh sáng của căn phòng vừa giúp lưu lại tài lộc, vừa giúp không gian được nhiều sinh khí, may mắn. Lưu ý phong thủy tủ quần áo đó là không nên chọn màu sắc quá rực rỡ, hãy chọn màu sắc phù hợp với vị trí, giúp cân bằng âm dương, cân bằng ngũ hành cho phong thủy phòng ngủ. Nếu tủ ở hướng đông thì nên chọn màu trắng, kaki hoặc màu nâu. Nếu tủ đặt ở hướng nam, bạn nên chọn màu vàng hoặc màu gỗ. Nếu tủ đặt ở hướng tây, bạn nên chọn màu trắng hoặc màu be cho tủ quần áo. Nếu tủ đặt ở hướng bắc, bạn nên chọn những gam màu giản dị, trẻ trung như xanh nhạt, vàng nhạt, ghi xám nhạt. Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh phòng ngủ và tủ quần áo sạch sẽ. Bạn có thể sử dụng các loại sáp thơm, túi thơm đặt ở trong tủ để tạo ra mùi hương dễ chịu. Có thể đặt sáp thơm hoặc xịt các loại hương hoa để tạo không khí dễ chịu, cảm giác thoải mái nhất cho mọi người khi bước vào căn phòng. Không nên chọn tủ quần áo to so với phòng ngủ để tránh tốn diện tích. Ngược lại, tủ đồ không nên bé quá vì sẽ không chứa được những món đồ cần thiết. Tránh chọn tủ có nhiều hoa văn, họa tiết, đặc biệt là những chi tiết điêu khắc cầu kỳ, bởi nét chạm khắc với nhiều mũi nhọn, nhiều đường chéo, góc cạnh sẽ sinh ra sát khí hướng về trung tâm của căn phòng. Không nên đặt tủ quần áo quá gần giường, bởi giường không chỉ là một nội thất chính mà còn được xem như là trái tim của căn phòng. Nếu đặt tủ quần áo gần giường ngủ sẽ khiến những luồng khí xấu hay còn gọi là sát khí làm ảnh hưởng đến nơi nghỉ ngơi, dẫn đến sức khỏe và thể chất bị suy nhược nghiêm trọng. Tủ đựng đồ không nên che lấp ánh sáng, không nên che chắn khoảng thông gió để căn phòng luôn mát mẻ, dễ chịu. Một trong những điều lưu ý phong thủy tủ quần áo đó là tránh các thiết kế có gắn gương ở cửa tủ, vì càng hạn chế sử dụng gương trong phòng ngủ càng tốt. Việc sử dụng gương lớn là một trong những điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ, sẽ gây xung đột trong các mối quan hệ. Tủ quần áo có gương soi, không nên để gương soi thẳng vào giường ngủ. Đây là điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người trong căn phòng, ngủ không ngon giấc, thường tỉnh lúc đêm khuya, tâm trạng không tốt, thường xuyên buồn bực, lo âu. Quý vị và các bạn thân mến, trong phong thủy phòng ngủ không chỉ có tủ quần áo có ảnh hưởng lớn đến vận thế của gia chủ mà còn có một số vật dụng khác cũng quan trọng không kém. Một trong số đó là rèm cửa. Rèm cửa là một trong những vật dụng tương đối cần thiết trong mỗi gia đình. Nó không chỉ giúp che gió, che sáng mà còn giúp nhà cửa trông đẹp mắt hơn. Bởi màu sắc của chiếc rèm cửa cũng có liên quan đến một số vấn đề phong thủy, nên phòng ngủ ở những hướng khác nhau nên dùng những màu sắc khác nhau. Vậy khi trang trí rèm cửa cần chú ý tới những điều gì? Nếu quý vị và các bạn còn chưa biết, hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát kiểm tra màu sắc rèm cửa thích hợp với 4 hướng phòng chính. 1. Hướng đông. Theo phong thủy phòng ngủ ở hướng đông đại diện cho sự cát tường như ý, là tượng trưng cho sức sống, sự nhiệt tình, lòng gan dạ. Mà trong ngũ hành, hướng đông thuộc về hành thổ luôn đầy áp áp lực và sức mạnh. Hướng đông thuộc về hành thổ luôn đầy áp sức mạnh và sức sống, khiến người ta có thể cảm nhận được tinh thần của người trẻ, dám nghĩ, dám làm. Vì thế, phòng ngủ hướng này có thể treo rèm cửa thuộc gam màu đỏ sẽ khiến người ta cảm thấy tràn trề năng lượng. 2. Hướng Tây. Phòng ngủ hướng Tây đại diện cho sự nghiệp, tài phú và quyền lực của một gia đình. Vì thế, nếu phòng ngủ được đặt ở hướng này thì có thể dùng rèm cửa màu vàng.
bởi màu vàng cũng tượng trưng cho sự phú quý, có tác dụng phong thủy cực lớn trong việc thúc đẩy tài khí, tài vận. Hơn nữa, hướng Tây thuộc về hành kim nên phòng ngủ hướng này mà treo rèm màu vàng sẽ vô cùng phù hợp, sẽ khiến con người ta đạt được may mắn trong sự nghiệp. 3. Hướng Nam. Trên phương diện phong thủy phòng ngủ hướng Nam có liên quan tới sức khỏe và các mối quan hệ xã giao của một người. Hướng này được coi là phương hướng giúp gia đình tràn đầy sức khỏe và hy vọng. Hướng Nam thuộc hành hỏa trong ngũ hành, vì thế phòng ngủ hướng Nam có thể hướng đến việc treo rèm cửa màu xanh. Không chỉ có ý nghĩa như mùa xuân, cây cối đâm chồi, nảy lộc, mà còn khiến người trong phòng khỏe mạnh, khoan khoái, thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ xã giao. 4. Hướng Bắc. Phòng ngủ hướng Bắc thuộc về hành thủy, có quan hệ mật thiết với tình yêu của người trong phòng. Vì thế, nếu là người yêu hoặc vợ chồng mà ngủ ở phòng ngủ hướng Bắc thì nên sử dụng các loại rèm cửa có màu vàng chanh. Màu vàng chanh có đặc tính hào phóng, cởi mở và tích cực. Nó có thể giúp ích cho vợ chồng giải quyết bất hòa, mâu thuẫn giữa đôi bên, ổn định lại mối quan hệ. Hơn thế, còn có khả năng gia tăng tình cảm. 5. Một số lưu ý khác. Trong phong thủy phòng ngủ, trừ việc treo rèm cửa có màu sắc phù hợp với các hướng phong thủy phòng ngủ ra, cần có một số điều lưu ý sau đây. Nếu rèm cửa có họa tiết thì cần chọn những họa tiết mang ý nghĩa cát tường, may mắn. Tránh vì yêu thích sự độc đáo, phá cách mà chọn rèm cửa có những hình thù kỳ lạ như bộ xương hay hình động vật hung dữ. Rèm cửa không nên chọn màu đen vì màu đen mang ngụ ý không tốt, khiến cho người ta có liên tưởng không hay. Nếu trường kỳ ở trong phòng ngủ treo rèm cửa màu đen, người ta sẽ thấy tâm trạng trở nên nặng nề, căng thẳng. Ngoài ra, hai màu đen và đỏ cũng không nên kết hợp với nhau bởi chúng sẽ khiến cho con người sản sinh ra những trạng thái cảm xúc bất an, lo lắng. Có thể chọn rèm cửa có màu sắc kết hợp giữa trắng và các màu sắc khác. Như vậy, trông rèm sẽ tinh tế và hòa hợp về màu sắc. Rèm cửa không nên quá dày và nặng, vì thế vừa tốn kém vừa gây cảm giác nặng nề, không cần thiết cho gian phòng. Ngoài ra, xét về ý nghĩa phong thủy, rèm quá dày còn khiến cho vận khí tốt khó có thể đi vào nhà, khiến gia chủ không gặp được nhiều may mắn. Ngoài rèm cửa theo hướng phòng ngủ, bạn cũng có thể chọn rèm cửa theo mệnh của mình. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.